Tháng 11, cao tốc Bến Lức Long Thành sẵn sàng thông xe gần 10 km. Cao tốc Bến Lức Long Thành là dự án giao thông trọng điểm nhưng đã trễ hẹn nhiều năm. Ở thời điểm hiện tại, tiến độ thi công tại hai đoạn phía đông và phía tây của dự án cao tốc này đã cơ bản hoàn thiện. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng, nỗ lực đưa vào thông xe trong tháng 11 này. Gần 4 km cao tốc đoạn từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến quốc lộ 1 đã hoàn thành các hạng mục như thảm nhựa đường, kẻ làn, gắn biển báo, hệ thống chiếu sáng để cố gắng thông xe trong tháng 11 này. Tuy nhiên, trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành hiện còn khoảng 300 mét đang thi công dang dở tại điểm đầu dự án thuộc vành đai 3 do tỉnh Long An đang triển khai thi công. Tỉnh này cũng đã chỉ đạo nhà thầu hoàn thành sớm đoạn này để đồng bộ dự án. Còn tại đoạn phía đông cao tốc Bến Lức Long Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai gồm 3 gói thầu A5, A6, A7. Hiện một số gói thầu đã cơ bản hoàn thành. Riêng gói A64 đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai dài 6,1 km, công nhân phải làm việc theo ca kíp liên tục, gia tải nền đường, đào đắp một số vị trí và đặc biệt là hoàn thiện nút giao. Gói thầu này đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trong tháng 11/2024, giúp giảm tải cho một đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51. Được biết mới đây, phía Bộ Giao thông Vận tải đã có yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của các gói thầu phía Tây và các gói thầu phía Đông, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của dự án thành phần 7 đoạn qua tỉnh Long An thuộc dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh để thi công hoàn thiện các hạng mục tại khu vực nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đưa vào khai thác các đoạn tuyến từ nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến quốc lộ 1 và đoạn tuyến từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51 tháng 11 này. Đoạn từ quốc lộ 1 đến nút giao Nguyễn Văn Tạo sẽ thông xe trước ngày 15 tháng 1 năm 2025.